Chủ nhật hôm nay có người đến rủ Vinh Thành thách đấu đánh cờ đấy, gõ cửa đang ngủ chưa gọi dậy nhá. Anh em chứng kiến nhá. Gọi dậy thách đấu đánh cờ đấy, hành trình rất đẹp dài. Ok, review cho anh em xem. Chiếu tướng. Giờ làm nào? Làm nào? Thôi thôi, ăn con này chưa đi. Đấy. Ôi trời ơi, bán tốt này. Rồi. Sao mình nếu để con mã kia Không hiểu sao này mấy con mã. Mình là Chết tính rồi. một tiếng à, sao mất mã đấy được. Pháo Giờ làm nào? Hay nhỉ? thì hiểu Lại sang tốt tiếp rồi, nhiều tốt quá. rồi bên này thua rồi Bán này thua rồi à? Này nhá, anh em nhá, nhìn nhá, nhìn nhá, này anh đi hướng này 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 mà bột một phát này này, chiếu tiếp này, chơi cái trò rất xấu, trò là chiếu là còn chiếu đít này, hai con pháo ở dưới cầm con xe là cứ chiếu 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 ở đây mình này, thì xe này lại bắt đầu chơi cái bài cùn. Ăn ăn mã vào đây làm gì. Ôi hỏi hỏi đã thế giữ tốt. Làm gì bắt tôi ra ai, ai cho bắt là bắt đây, vào tướng hai con pháo ngỗng tướng cỡ con hạ pháo ngỗng thôi cái này thua vô chưa à? Đấy, người ta đánh rất là tình cảm nhá, rất là đàng hoàng tình cảm nhá, đấy chơi người ta chơi rất đàng hoàng tình cảm đấy, đã chơi nó phải thế chứ. Phải phải có người mà có chức sắc á thì nó mới ấy, nó mới có hiệu lực. Chắc chắn về ông ngươi giới thiệu đi nhá. Cái này nó phát kinh vậy nhở. Ôi trời ơi, nhà anh nó trả phát thì ông ạ, 50 triệu một năm thì nó phải khác chứ anh. Chứ phải tự dưng em lấy tiền 50 triệu một năm đâu anh. Anh gửi đến đây giờ là mấy tháng rồi? Đấy, 1-2 tháng thì bây giờ là cái này 50 triệu một năm, 12 tháng thì tính ra là mỗi một tháng khoảng thôi, tính rẻ anh 5 triệu. Okay. 5 triệu thì 2 tháng là 10 triệu. Đấy, cái, 10, cái, 10 này, triệu cái này là phân này. Phân dê em ủ cho nó ấm cây ấy mà. Và Nhưng mà tưới cái gì mà cho nó phát thế nhỉ? em tưới nước. Mỗi nước rồi. Mỗi nước rồi, em chăm cây sạch sẽ gọn gàng. Mỗi nước mà sao lại nó lên kinh luôn. Đấy, nó khác nhau ở cái chỗ đấy, tay bàn tay này nó gọi là bàn tay ma thuật anh hiểu không? Sờ vào đâu phát là chỗ đấy nó xanh tươi tốt. Bàn tay vàng. Ông ơi, tôi bó tay với ông. Tởm quá. Con nào phải mang hai cái Tóm lại hỏi bác rồi, bác có đẹp không? Đẹp. Có ưng không? Ưng. Rồi ok, đẹp với ưng là được rồi, đem Đây, về. cho anh ấy phần quả bàn đấy. Đây, có con bỏ bán đây, em cho thiếu gì rồi. Hôm nào anh phải mang hai cái to to kia lên nhá. Thôi thôi thôi, xin cụ. Xin em lấy phân quả báng cho cụ xong tiến cụ. Tiến cụ ạ. Đánh thêm ván nữa rồi mới về nhá. Đánh thêm ván nữa thì rồi ok, đánh roi cho gỡ ván nữa, lần này là để lắm đấy nhá. Cho gỡ một ván nữa rồi đấy. Được. Cái này là nó là một thân rồi. Không, nó là hai thân rõ ràng luôn. Hai thân đó là trong ghép vào à? Ừ. Đồ tưởng nó một thân chứ hai thân thì nó hơi lởm nhỉ. Và nó lởm lắm anh ạ. Quá lởm. Nếu nếu mà nếu mà nếu mà một thân này, mà một cây mà ra hai thân đẹp hơn nhỉ. Và một cây ra hai thân thì nó đẹp hơn, quý hơn. Còn đây là hai cây ghép, không quý. Không, em nói thật. Anh hỏi em trả lời chuẩn luôn. Em cũng có thấy nó quý đâu. Trồng vào cái này chơi mà cái này ở vườn em bao nhiêu năm, 7-8 năm rồi. 7-8 năm. Ừ.
có quan tâm gì đến đến quý hay không đâu, kiểu tình cảm và gắn bó anh hiểu không? Anh thấy cái chậu em thấy rất bình thường đúng không, bát tràng đều lòi. Anh lên rồi mày quay phim. Ui, lát nữa còn ván cờ nữa mà, bình tĩnh. Giờ ngắm cây lại cho tinh thần, cho bình tĩnh, đỡ hết sốc gì ăn là. Hả? Đấy, cho anh ngắm cây, ngắm kia cho tinh thần của anh nó thoải mái, nó bình tâm trở lại đi. Rồi sau đó đánh ván cờ nữa, đấy, cho tâm phục, khẩu phục. Nhỏ, đẹp nhỉ. Còn nếu mà chơi cây to á. Đấy, em đây ván này ván thứ 2. Khách lên gửi cây, đấy, lấy cây về chơi Tết, đồng thời đánh cờ. Chả có một tí cái gì gọi là thiện chí cả. Lên là toàn gây chiến này, toàn gây chiến này. Sang có hoa anh đào, rồi thu sang có hoa anh đào, rồi cả năm có hoa anh đào. Đạo. Chết rồi, ở qua trạng thái ngẩn ngơ rồi anh em ơi. Đánh cho ngớ ngẩn, hát rồi. Đánh đến cờ đến độ phải hát rồi là biết rồi. Chết giờ. Ê, đánh mạnh tay quá.